Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu tăng liên tiếp và đã vượt mốc 31.000 đồng một lít, ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp đã và đang có nhiều giải pháp xoay sở để thích ứng với giá xăng dầu hiện nay nhằm duy trì sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong mỏi nhà nước có chính sách ổn định giá mặt hàng này. Từ đầu năm 2022 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Bigen Textile Việt Nam tại cụm công nghiệp Ngãi Giao, huyện Châu Đức liên tục tăng tốc để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng. Tuy nhiên, với tình trạng xăng dầu tăng giá đã kéo theo hàng loạt chi phí khác đều tăng, buộc công ty cũng phải tiết kiệm nhiều khoản chi phí, sắp xếp lại phương án sản xuất để hoạt động hiệu quả. Giá nguyên vật liệu tăng từ 50 đến 60% so với trước đây, trong khi giá thành sản phẩm chỉ điều chỉnh tăng 30%. Tỷ lệ giá thành phẩm chỉ bằng một nửa của giá nguyên liệu, không đủ cân bằng chi phí nên chúng tôi vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Quốc tế Việt An ở cụm công nghiệp H Dịch 1, thị xã Phú Mỹ, chuyên may xuất khẩu, cũng đang phải cắt giảm nhiều chi phí để thích ứng với tác động từ giá xăng dầu tăng. Trong đó có việc đầu tư thiết bị để giảm chi phí nhân công, tăng sản lượng. Giá nhiên liệu tăng cao đã đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa tăng lên. Trước đây, giá thuê mỗi container hơn 5.000 đô la Mỹ, thì nay đã tăng lên gấp đôi. Hiện đại quá trong ngành, bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư. Hiện tại thì công ty đã đầu tư là máy lập trình, giống như những cái đường may thông thường. Thì chúng ta lập trình lên trên khung, và máy thổi lông vũ. Hồi xưa chúng ta làm tay thì giờ chúng ta tự động, và máy chải cũng như là máy cắt. Giá xăng đã tăng 50% so với cuối năm 2021, và tùy đặc thù vào từng doanh nghiệp mà mức tác động đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau. Theo số liệu thống kê từ Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 3,08% so với cùng kỳ 2021. Tất cả các nhóm hàng đều tăng, trong đó nhóm giao thông tăng tới 17,77% do tác động trực tiếp từ giá xăng. Theo dự báo của các chuyên gia, mức lạm phát năm 2022 của Việt Nam sẽ vào khoảng 4-5% theo giá xăng dầu. Đối mặt với thách thức từ lạm phát, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tìm giải pháp thích ứng, điều chỉnh giá bán một số sản phẩm cho phù hợp. Doanh nghiệp còn tận dụng tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa, tăng cường quản lý, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn nhằm hạn chế thất thoát, tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu mới có giá thành ít biến động, cải tiến dây chuyền sản xuất để tăng năng suất, giảm nhân công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch nhằm tiết kiệm chi phí đi lại. Về lâu dài, các doanh nghiệp mong mỏi nhà phân phối cùng chia sẻ khó khăn. Chính phủ cần có giải pháp bình ổn giá đối với xăng dầu, đồng thời ra soát lại các khoản phí giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng về phí, có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.